Realme 11 tham vọng trở thành kẻ thống trị phân khúc học sinh sinh viên. Có phải các bạn đang cảm thấy bỡ ngỡ, hồi hộp hay là lo lắng về chặng đường sắp tới của mình không? Đừng lo, là một sinh viên, tôi biết các bạn đang cần gì mà. Xin giới thiệu Realme 11, pin trâu, cam xịn, chip đời cao, hứa hẹn sẽ trở thành một người bạn đồng hành cùng với các bạn trong suốt 3 năm cấp 3, 4 hay là 5 năm đại học. Hãy theo dõi hết video để xem Realme 11 có xứng đáng là người bạn đồng hành của bạn không nhé. Mình là Hoàng Sa, các bạn đang theo dõi Hoàng Hà Channel. Hiện nay tại website Hoàng Hà Mobile đang diễn ra chương trình ưu đãi dành cho các khách hàng, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên quan tâm đến sản phẩm Realme 11 series, tặng ngay bộ quà tặng Hoàng Hà Mobile và bộ quà Realme trị giá hơn 1.500.000 đồng. Anh em nào cảm thấy hứng thú, mình sẽ để lại link ở phần dưới mô tả nha, nên anh em đừng bỏ qua nhé. Đây, và giờ là màn unbox Realme 11. Đầu tiên chúng ta sẽ có một chiếc hộp màu vàng có chữ là Hey, welcome to Realme family. Nhân vật chính của chúng ta là đầu tiên là sẽ có một chiếc điện thoại Realme 11 đây. Nhân vật chính đây nhá. Đây, một củ sạc chuẩn công nghệ sạc nhanh Superbox lên tới 67W. Tiếp tục sẽ là một cáp sạc USB Type-C. Trong đây thì sẽ có đầu tiên là một que chọc SIM, một sách hướng dẫn sử dụng với đủ mọi thứ tiếng luôn, một ốp silicone. Và toàn bộ những sản phẩm này là những gì chúng ta nhận được khi chúng ta mua Realme 11. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần thiết kế của chiếc Realme 11 này nhé. Đường nét tinh tế, góc cạnh vuông vức, mặt lưng hiệu ứng rải sáng đặc biệt. Realme 11 đem lại cho chàng sinh viên như mình đa năng, tiện lợi mà vẫn mang tính thẩm mỹ sang trọng. Đây là một điểm cộng lớn khi sinh viên chúng ta cần một con máy có thể vừa đi học vừa đi chơi. Camera của Realme 11 chắc chắn sẽ trở thành công cụ đắc lực cho các bạn học sinh, sinh viên. Mình đi học thì thường hay ngồi cuối mà cái giảng đường của trường đại học nó to lắm mọi người ạ. Nhưng giờ 10m, 20m cho tới 30m vẫn nhìn rõ luôn. Có lẽ cái khoảng cách bây giờ không còn là cái vấn đề quá là đáng lo ngại đối với mình nữa. Với camera sau 108MP cộng thêm 2MP cam phụ giúp cho chúng ta không phải lo lắng về những cái vấn đề này. Camera của Realme 11 chắc chắn sẽ là một công cụ đắc lực với các bạn học sinh sinh viên. Về chất lượng ảnh chụp, đặc biệt là chụp ngoài trời thì màu sẽ hơi bị nhạt và bị ngả sang màu lạnh. Đây là điểm mình không thích ở Realme 11. Camera trước thì đáp ứng ở mức ổn thôi. Đây là một bức ảnh mình thử chụp trên Realme 11. Chất lượng hình ảnh chỉ ở mức ổn. Ngoài những tác vụ như chụp và ghi tài liệu thì những phút giây giải trí anh bạn này vẫn làm tốt. Quay video, ghi lại những hình ảnh ý nghĩa bên bạn bè với khả năng quay Full HD. Sắc nét chất lượng có 720 và Full HD thì phù hợp với những cảnh quay cố định vì máy không có chống rung. Được biết, anh bạn này được trang bị bộ chip Helio G99 chuyên xử lý gaming. Tần số quét màn hình lên tới 90Hz giúp cho anh em có thể giải tỏa áp lực sau những ca học căng thẳng. Pin khá là trâu, 5000mAh, sạc nhanh công nghệ Superbox lên tới 67W, màn hình Super AMOLED Full HD lên tới 6.4 inch, lướt mạng xã hội, cày phim thì rất tuyệt vời. Và nếu các bạn đang muốn edit cáp cắt giật giật thì cũng vô tư nhé. RAM 8GB, dung lượng lên tới 256GB. Và đó cũng chỉ là những thông số của nhà sản xuất mà thôi. Thực hư thế nào thì chúng ta hãy thử test game trên con Realme 11 này nhé. Mình sẽ lựa chọn hai tựa game được các bạn học sinh sinh viên ưa chuộng nhất hiện nay. Đầu tiên là PUBG Mobile, một game không còn quá xa lạ với các bạn nữa rồi. Bước đầu tiên mình sẽ kéo max cấu hình, chất lượng hình ảnh, tất cả lên mức cao nhất. Sau 15 phút trải nghiệm thì mình thấy chưa có hiện tượng giật lag gì cả. Những cảnh chuyển động hay là gặp đối thủ vẫn đem lại cái độ trải nghiệm cao nhất. Khi chơi game, mình khá là thích cái thiết kế vuông với kích cỡ màn hình lớn như thế này. Cầm vừa chắc chắn mà thao tác cũng linh hoạt, dễ dàng. Vậy là Realme 11 đã chinh phục được PUBG Mobile rồi, tải thêm một vài map nữa chiến thôi. Liên Quân Mobile sẽ là cái tên tiếp theo. Việc đầu tiên vẫn là tăng cấu hình lên mức cao nhất. Công nhận chip Helio G99 hiệu năng ngon thật. Kết hợp cùng với màn hình tần số quét 90Hz thì đúng là tuyệt cả là vời luôn. Từng chi tiết từ bụi cỏ, quái rừng, hiệu ứng cận sóng của sông và rồng đều được thể hiện một cách sắc nét và mượt mà. Đã 10 phút trôi qua rồi mà máy chỉ tụt có 1% pin. Pin Realme 11 quá trâu bò luôn mà. Sau khi trải nghiệm Realme 11, mình có 4 từ để nói về sức mạnh của con hàng này: trâu, khỏe, mượt, nhanh. Các bạn có nghĩ vậy không? Hãy cùng comment xuống phía bên dưới nhé. Thực ra thì mình mua Realme 11 cũng chỉ để phục vụ cho công tác học tập thôi, như là tra soát tài liệu hay là nghe tiếng Anh. Và đó là những lý do chúng ta nên chọn ngay Realme 11. Và các bạn đã thấy Realme 11 xứng đáng để trở thành người bạn đồng hành của các bạn chưa? Nếu các bạn kết rồi thì hãy đến Hoàng Hà Mobile hoặc truy cập website để biết được thêm những thông tin chi tiết nhé. Hãy like và subscribe Hoàng Hà Channel và nhớ hãy bật chuông thông báo để cập nhật được những thông tin công nghệ mới nhất nhé. Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì của Việt Nam, còn mình là Hoàng Sa của Hoàng Hà Channel. Bye.